Xin chào, tôi tên là Đặng Thị Mỹ Khôi, năm nay tôi 22 tuổi, tôi đến từ Long An và hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Khôi sẽ chọn biệt danh đó là Nấm Lùn, bởi vì đó là cái danh xưng rất là dễ thương mà Khôi có được từ năm 2015 khi Khôi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi đến với cuộc thi năm nay, Khôi vẫn muốn giữ cái biệt danh dễ thương đó, nhưng mà mong muốn khán giả có thể còn nhớ đến Khôi là một cô gái tự tin, cá tính, nội lực và là một đối thủ nặng ký trong năm nay. Có ý kiến cho rằng là nên bỏ phần thi trình diễn bikini trong các cuộc thi sắc đẹp hiện nay, nhưng ý kiến của Khôi về quan điểm này thì Khôi nghĩ là nên giữ lại cái phần thi trình diễn bikini, bởi vì những trang phục khác như là dạ hội hay là áo dài thì không thể nào mà có thể nhìn thấy rõ được những cái đường cong cũng như là những khuyết điểm trên cơ thể của bạn thí sinh đó. Bởi vì thí sinh thì có thể sử dụng những cái dụng cụ hỗ trợ để cho ba vòng của mình thêm hấp dẫn, nên là cái phần thi này rất là quan trọng để ban giám khảo có cái nhìn khách quan hơn về chỉ số hình thể của thí sinh đó. Mặc dù Khôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà Khôi lại đến từ Long An, bởi vì đó là quê của ba Khôi. Và để nói về cái vùng quê này thì thật sự là có rất là nhiều điều để nói. Đó là đối với Khôi, trong ký ức của Khôi thì quê Khôi có những con người rất là chất phác, rất là hiền lành. Bên cạnh đó là có đồng ruộng nè, có sông, có ao hồ. Mặc dù cách thành phố không có quá xa, nhưng mà nó vẫn giữ một cái nét gì đó rất là mộc mạc chân quê, và bên cạnh đó là xen lẫn sự hiện đại của thành phố.